Kính thưa chư quý vị đồng đạo, để tiếp tục chương trình buổi phóng thanh sấm giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Trần Kim Lợi để nhắc lại quyển Giác Mê Tâm Kệ. Đây là quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 846 câu. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hèn giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành, lành dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mắt tình đời dèm xỉm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Quá mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tùng ố la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mị, nên đọc tình bác ái dạy dân. Reo những ai lợi dụng làm rằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp dáng ngút mây, trong bốn đạo tự thân phải tự. Xuân dương thể dạo trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tinh ít người hiểu lý. Trong quyền bí nơi con, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Tạo làm chi những trung giới hiếu, ấy là người bốn phần phải trang. Khuyên dương trần
đừng nay cần lao, cũng ráng sửa ráng trong nền đau. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miệng cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh riêng tư. Lời sách thương cần thủy trì ngân, cần sơn lanh trần gian tri điều. Trong sống dạng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nêu đường quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lững lờ, mà còn hỡi chân chân. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng rơi thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng mà dương trần, liệu lường chánh tàn. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn trúng điều, hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tan bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết cơ. Mài gươm trí cho tinh cho tiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, giành với lời của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sau không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó
làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bẩn cúi thay. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma chướng. Chốn rừng tông ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý khiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tới, đem lời vàng dạy vô dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bình giới tử từ kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca thưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tịnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thanh chớ có hầu gần, hương giới gì xác trần nên lánh. Chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tranh sáu đường cũng đặng về thật. Từ xưa nay giải chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho chiều chốn xa hương, hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ngân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nói là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đầy. Cả tiếng kêu
tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên thứ kỳ hậu lai thứ bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chi người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghìn ngàn mang lỗi. Tình ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan thương nát thịt chẳng màng. Ta cùng điên nói đài nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lâu. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo có bì tánh thiền. Phải tự thế chớ nên bài biện miệng xáo ngôn, thường kiêng tấm thân. Việc bán buôn phải giữ chớ tập tánh lẫn lường trao đấu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bốn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo nghĩ cùng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Răng kiếm chữ
tục người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bằng tiền khuyên dân đừng nài, miệng cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giá tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ đồ. Nào lúa là lạnh nhiễu tôn son, chớ ham mến mà sao lao lý. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hức đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu đều, sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lời, phải sốt sắng làm ăn cần thuyết cơ. Nghèo với đói từ đây sẽ biết hàng ngoại bang bố thiết ta hoài. Nên bó gian hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây khổ là sân hãy diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ suy thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gấp, ta trở nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn. Tựu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mênh nó ngày kia lao khổ. Nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đăng thành
của khổ riêng một kiếp thương. Bị tội cướp nào ai có tiếp mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham mà lao lý tánh thần trần thế. Kẻ nhất gia thường sanh ba cái để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lãnh nổi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cái sữa. Bình ôn dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiêng dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dìn nghiệt lâm đặng cướp dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên bá tánh giảng dân liệu lý. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiền chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể tạ hương khắp chốn. Nhà giàu có tài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn cắn số. Lời truyền sấm như bài toán, đố ai biết tầm thì đắng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dần cứ mãi ngờ, sợ gạt chung kiếm xu kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gấp, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta cùng điên của cải chẳng màng, miệng lệ thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay
pháp trần du thuyết ức hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếp thêm. Con phù du hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thai chết heo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Dòng xe cát biển đông thường thấy, tên giá tràng rất uổng công trình. Khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lâu hoài. Viết kệ cơ gian dài ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cùng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đại nguyệt kiếm, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mất trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hơi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chị hưởng mấy. Địa ngục cung tại tâm lạc quấy, về thiên đàng
tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó vạn vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đắng nào. Ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhói. Chiều cây đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nối theo chi thức cả ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ bồ đề như cội bó tòng. Răng dương nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đánh chân diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem cái này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạt mùa tiết giống kia bất luận, thái mọc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, quyền lệ thứ làm lành mà tránh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn niệm xa lánh hồng trần. Dù không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chịu màng.
nên đạo đức ta bài quá càng mà dương gian còn gan danh từ làm cho ta lỡ khóc lỡ cười khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sắp nguội chẳng tranh đương nó lại kinh khi ngó về tay niệm chữ từ bi cười trần thế mê si thay quá tranh giới luận đặng dành cơm cá khuyến dụ người đặng kiếm bạc tiền thấy chúng sanh ghét ngọ ganh hiền theo chế nhạo những người tu tịnh tu không tu cũng không mời thánh mặc tình ai trọng kinh hay chê thương lê dân còn mãn say mê chẳng tu tình cho rành sương nắng thấy ta lại nói cay nói đắng đắng với cay ta cũng chẳng màng chừng trần gian kiên thấy phúc hoàng xè canh múa chào mừng Phật thánh thấy đạo lý chớ nào thấy tánh còn ẩn nơi tìm ốc xác phàm ai biết tri việc phải cứ làm sao mới biết ai phàm ai thánh đức lục tổ ít ai dám sánh người dốt mà nói pháp quá rành lừa làm chi cao chữ học hành biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo việc cổ tích cần chi phải thạo chuyện qua rồi kể lại làm gì nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tịnh được thì phát huệ ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo trần giới thế nó hay kiêu ngạo các nhà sư hãy trắng nghĩ sửa mình nếu xuất gia ngủ dái trắng dình tu chân chánh mới không hổ tiếng cả ngàn năm nhân tâm sau xuyến sao tu hoài chẳng nghi thấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành hành bất chánh người đời mới bệ tăng chung quá hàng chùa ngói nên tới khuya
mình. Cuộc dài đời ta lắm cung trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp mấy người hiền, mà làm cho Ngọc Đế thăm phiền, muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết tâu Ngọc Hoàng, để Phật dạy trần nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét đến. Sắm trần tốt như cây cành khến, làm hiền hoài ắt kỳ phải tiêu mòn. Đeo dưới bào siết nó cung tròn, đến chừng đó trông giàu sức tốt. Lũ giả dối thường hay thể thốt, nói chẳng kiên nghĩ thần thánh ý là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lai dài, lui khỏi cửa ra tay gấu xé. Thấy quyền quý nó hay vừa mé, đặng bờ bưng những kẻ sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dung kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chua xót cho đời quân hà. Chữ tự hối nào ai có lạ, là ăn năn nghĩ cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tinh thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm chai đám tàu nhiều xa mà, bay về tay nói những chuyện gì. Thấy chúng ta làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nghĩ nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chúng. Coi tâm kể làm theo mới trúng, để lạc lầm mì lắm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sống tối,
vào lòng sao chữ Di Đà. Thầy hiền lương quên mất điều tàn, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi ngồi, thường lệ cứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tới không ai chỉ bảo, như dịch con diều dắt nhờ gàng. Phải nghĩ suy càng lẽ mới làng, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ấp hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại như một lần. Khổ ách này đang thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tuổi đời này lắm mà, bị văn minh đi cám dỗ loài người. Kể từ rãi cười một khóc mười, kéo chúng nó về người Phật thánh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thẳng bơm chảy nước, lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tu mà ham chưa được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương dọ đáy, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tứ đài thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tu biết cách như đường biết đát, đường đát rành đằng giữa xe lôi. Ai biết nghe thì sớm liệu tôn, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa cây. Chúng sanh thể như gà thất thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra
Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mơ cửa quỷ dương xuống thấy, nên ta mới ra tay cứu tế, kẹo chúng sanh bình khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết. Ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cũng không thì cũng mắc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rung động như đằng ngày, nên cô quan phá đời mãi mãi. Trong bụng đạo cùng là sư giải ráng bền lòng, cho được hiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới trí tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường thay thước bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cô nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sách, đấng trung thần với kẻ tiết trinh, dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lúc bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiếng Phật thanh thần, lo giải vô dương trần chẳng xiết. Đức thường đây ngữ đền ngọc khuyết, nhìn dương gian nghĩ cùng luôn thở dài. Thầy chúng sanh trao trẻ mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trẻ tánh. Kẻ đói khó người sáng hay lánh, bước lại gần chế lỗ tanh hôi. Coi ta bà ta thấy hơi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói sách, ít có ai như để mắt nhìn vào. Chuộng những người du vong sắc màu, cầu với mợ ông thầy cô ba. Thì kẻ khó như rơm như rác, kỳ ta quá rầu đài ca kỳ văn minh. Mấy ai mà dư giá sắc đinh, theo tông tổ của mình thở trước. Đạo
đầu với tóc áo quần lắng mướt chữ lạnh khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta mà chỉ quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn hát chớ chẳng lo dạy dỗ khờ để cái tâm miên lặng như tờ coi ta nói câu nào bất chánh. Răng bắt chước làm theo Phật thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê giúp ngáo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót lo tận thương cô thêm phiền, sức đào xót cho nòi cho giống. Biết chừng nào được quy nhất thống khắp bi hoàng cầu, dần biết thương nhau. Nhắc ra thì da ngọc đơn đau, không nhắc đến biết đâu dân sợ. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bốn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân quả ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù. Việc hung ác hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sợ quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bàn tắc dầu cho đến chết cùng keo sơn gắn chặt mới làng. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đường ắt ta bị hại, thêm xa cơ lại bị đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, ngài nói rằng các việc nghĩ tại mày thuận giới hòa hay ghét giới rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải
làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh đi võ hầu, thấy chẳng nổi mà nhăn mà nhướng. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu biết chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói tàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bốn đạo còn ai làm sai, coi cái này mình sửa lấy mình. Ta không tranh đi mà cũng không kình, cho ba tánh dèm pha thọ chi. Ai làm phước in ra mà thi, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chúng nó sanh dạy dỗ cao cày, xuống trần thế ra tay dắt chúng. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần ra quả nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tịnh tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có công lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ vàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tấm lòng bác ngay. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng xuê sang đài các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu ba gia. Mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hỷ. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm quay đầu. Đằng sau xem Phật pháp nhiễm màu, với bao quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mành, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ dị đoàn mới thấy đạo màu, bất giả dối gặp người thường cố. Góc thở trước của tông
tổ đâu có bài dối mày như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy dần răng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết đến lòng. Chuyện thiên cơ nói rất nào nồng, câu hữu lý bá tòng khó sanh. Chốn tự hỏi cho nên leo ánh, vì lời xưa có dần rạch rồi. Dần cho nên phụ bạc giống nồi, mà lao ly tấm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật với trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta nghi thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức giết cầu quyền bí, chúng dần ôi đang kiếm trá tầm. Dòng thú kia là loài sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rất hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới xăm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Tri linh mẫn nhìn xem các chuyện phải, đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xếp coi nhiều bần, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng đều trung chánh mới ở màu. Việc vui sai mèo mã hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón sao để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà
mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là ngôn coi, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, cầu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho đây có một chánh định thiệt là rất khó. Giữ tánh lòng bất đồng như cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quờ nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải rốt lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến nữa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chứ tập đệ nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giấy coi tiên mới bành, đến việc đề trừ vật dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giá tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thắng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm, trễ thời kỳ có gặp đặng tăng. Rồi hành luôn bác nhân mới là, thì muôn việc đều an ba tuế. Chữ thứ nhất nhân năng tử, thế là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhân giới trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phần làm đầu. Nhân hương lâm cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhân phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận tướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn sớm chòm cô bác mới cao, nhẫn tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tĩnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhân đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhân thành báo quy hiền gian, khắp ba tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu kéo âm thầm, dần răng tránh kéo lắm mà khổ.
theo chỗ dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy có mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngốt mà làm cho dân chúng say mê nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc lửa cho phải kèo thưa danh mộc. Đừng để lầm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cột kèo khỏi gãy. Thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì dình tục cổ đế người chẳng rõ. Còn chăm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường, tớ với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế khá chi bùng trình. Thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chung mây tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lợi đích xác, mà chẳng tu là bởi không mưa, cho nước sâu mà bị gạo thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngoài viết, đem đảo màu như hàng cho mưa, đặng tô trần tâm ấy người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lâu, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong ba già nhiều ít lòng chai, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sự tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dù làm lụng cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nhi phục thị, như đời xưa có gà tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiện chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dạy răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê, nghèo bạc vàng đạo đức cũng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Vì bác ái nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hành sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh lòng nhân hải, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đổi bạn kinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tành kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ
chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lây. Bị hao thắng giết người không thấy, rồi mãn lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xa lời, đâu gần gũi mà tường diệu lý. Trong lục tình ai là người trí, mau thức thời tìm đạo nhiễm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng đổ sông Phật khó ẩn giấc diều. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cũng nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phụ dân phú quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miệng cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bần hàng đang có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Thử những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong nam định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp dung tốt hãy mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Ta ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.